Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị ở tập 2 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An đang để quý vị ở một tình huống rất là chớ trêu Đó chính là cô gái Tiểu Vi đến công ty để gặp Nghị Thành. Vậy thì câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. vì đứng bên ngoài và nghe được những âm thanh ái muội ấy mặt mũi của cô đỏ bừng bừng sữa thanh thiên bạch nhật thế này hơn nữa đây còn là tập đoàn có biết bao nhiêu người qua lại vậy mà nghị thành lại dám làm chuyện trai gái ngay tại đây đúng là không biết xấu hổ cô cứ nghĩ anh chỉ giờ trò với một mình cô nào ngờ đã qua lại với người con gái khác những âm thanh thuần thục như vậy chắc hẳn giữa họ đã xảy ra nhiều lần cô thật không dám tưởng tượng ra tiểu vi nắm chặt tay một góc của hộp quà bị méo mó hôm nay cô nhất định phải ngăn chặn chuyện tài đình này nếu như để người ngoài biết được thì mặt mũi đường ra còn để ở đâu chứ nghĩ là làm tiểu vi đậy mạnh cửa và xông vào sau đó hét lớn hai người dừng lại ngay cho tôi ai cho phép các người có những hành động khiếm nhã ở một nơi như vậy hả cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường vang lên một tiếng động rất lớn, đồng thời giọng nói của cô cũng khiến cho họ đổ dồn sự chú ý. Nghị Thành không giấu được sự ngạc nhiên. Tiểu Vi, cháu đang làm cái gì thế? Tiểu Vi từ lúc bước vào phòng đến giờ chỉ dám to tiếng, chứ không dám bỏ tay che mắt xuống. Cô sợ phải chứng kiến cái cảnh bậy bạ, đến lúc đó tâm hồn thiếu nữ trong sáng của cô lại bị vấy bẩn. Tiểu Vi quay mặt sang hướng khác, nhưng mà miệng của cô vẫn nói lại Nghị Thành. Cháu mới là người nên hỏi câu đó. Tập đoàn là nơi làm việc, không phải là nơi để cho hai người thỏa mãn nhu cầu bản thân. Muốn làm cái gì? Ra khách sạn mà làm. Thư ký Linh nhìn Nghị Thành đầy khó hiểu. Sau đó quay sang phía Tiểu Vi, ngữ điệu chứa đựng sự ngây thơ vô tội. Có việc gì phải ra khách sạn? Chúng tôi có làm gì sai đâu. Chỉ là thử giày thôi mà. Đây mà xem là hành động khiếm nhã trong tập đoàn sao? lời nói của thư ký linh nhanh chóng lọt vào tai của tiểu vi cô dần dần hạ cánh tay xuống sau đó quay mặt về phía đối diện đôi mắt lúc này mở to sự thật không hề giống với những gì mà cô tưởng tượng nghị thành đang giúp thư ký linh thử giày chứ không phải là hành động mà cô đã suy diễn trong đầu tiểu vi lúc này gượng cười cô hỏi lại à hóa ra từ nãy tới giờ là hai người đang thử giày sao Đúng vậy, giám đốc nói muốn tôi thử đôi giày này, xem có vừa ở chân không. Nhưng mà sai giày này quá bé so với tôi, nên tôi mới bảo đau. À, thì ra là vậy. À thôi cháu, cháu không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục đi. Nhận ra sai lầm của mình, Tiểu Vi xấu hổ, không biết giấu mặt mũi vào đâu, vội vàng quay đầu định bỏ chạy. Nhưng không, ông chú đáng ghét lại không muốn bỏ qua cho cô. Chuyện tàu thoát của cô nhanh chóng Bị lời nói của anh ngăn cản Tiểu Vi ở lại đi Chú có chuyện này muốn nói với cháu Tiểu Vi chào mày chẹp miệng Đã giàu đến mức không dám đối diện Lại còn bị ép ở lại Khiến cho cô chẳng còn chút dũng khí nào Để quay đầu nữa Nên chỉ biết đứng im lặng Từ lúc Tiểu Vi xuất hiện Và những lời nói kỳ lạ Nghị Thành đã cảm thấy có điều gì không đúng đến khi nghe cuộc nói chuyện giữa cô và thư ký anh mới nhận ra cơ hội tốt để trêu chọc bé con làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ nhận ra dáng vẻ bối rối của tiểu vi khóe môi của nghị thành nở ra một nụ cười đầy ẩn ý anh quay sang phía thư ký linh ra lệnh cô ra ngoài được rồi tiền lương tháng này tôi sẽ tăng cho cô dạ vâng cảm ơn giám đốc ạ à. Thư ký Linh cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tiểu Vi thấy như vậy, định nhân cơ hội đào tẩu. Nào ngờ cánh cửa đóng lại quá nhanh, khiến cho cô không kịp phản ứng. Tiếng bước chân và chạm trên nền đất vang lên, khiến cho cô giật mình. Hình như anh đang càng ngày càng gần cô hơn. Tiểu Vi không dám nhúc nhích, cô chỉ dám đứng im như một pho tượng. Cháu định đứng như thế này mãi sao? Mau đối diện với chú đi nào. Tiểu Vy hiểu với tình cảnh hiện giờ, cô không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận làm theo. Đôi mắt to tròn nhìn anh rồi nhanh chóng rũ xuống, mấp máy. "Chú, chú gọi cháu lại có chuyện gì không ạ?" Nghị Thành nhìn cô một lượt, sau đó thở hắt ra một tiếng. Cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, lần này đúng là cô sai rồi. "Với cháu, chú là người xấu như vậy hay sao?" Câu hỏi đường đột này khiến cho cô phải bất ngờ tiểu vi ngẩng đầu lên đối diện với nghị thành liền bắt gặp ánh mắt đầy sự thất vọng không hiểu sao lúc đó cảm giác tội lỗi lại bao trùm toàn bộ tâm trí của cô tiểu vi lắc đầu mấy cái sau đó đáp không phải chú chú không xấu ạ à? vậy thì suy nghĩ khi nãy trong đầu của cháu là như thế nào thì thực ra chuyện này có chút khó nói nhưng mà ai trong trường hợp đó cũng đều nghĩ như vậy cháu biết là mình sai khi nghi ngờ chú cháu cháu xin lỗi ạ à? tiểu vi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn trực diện hiện giờ cô đâu còn can đảm ấy đáng lẽ cô nên tin anh nên kiểm tra mọi thứ trước khi đưa ra kết luận nhưng mà cô đã vội vàng khẳng định bây giờ lại dẫn đến hiểu lầm nghĩ lại một phần cũng tại ông chú đáng ghét này ngày thường hay giờ trò bày bạ với cô nên mới thành chuyện Chứ hơi đâu mà cô tưởng tượng phong phú đến như thế. dáng vẻ khép nép của Tiểu Vi bây giờ khiến cho Nghị Thành vui mừng trong lòng. Khóe môi khẽ cong lên khi đạt được ý muốn. Anh cúi đầu, ghé sát tay cô thì thầm. Chứ không phải cháu sợ mất chồng à? Hơi thở ấm nóng kề sát bên, giọng nói trầm thấp cùng câu chữ nhanh chóng lọt vào tai cô. Dường như nhận ra điều không đúng, cô ngay lập tức quay đầu sang bên cạnh thì bắt gặp điệu bộ đắc ý của anh. Họa ra từ nãy tới giờ, anh giả bộ hờn dỗi để cô cảm thấy có lỗi, rồi được nước làm tới với cô. Ông chú này đúng thật là gian manh. Hối hận dần dần chuyển sang phẫn nộ, Tiểu Vi liếc mắt nhìn Nghị Thành, không nói không rằng, cô quay lưng bỏ đi. Anh vội vàng giữ tay của cô lại, còn cô thì ra sức vùng vẫy. Chú buông cháu ra, cháu ghét chú, đồ lừa đảo, đồ gian xảo, đồ lưu manh thôi được rồi cháu muốn chú như thế nào cũng được nhưng mà đã lỡ đến đây rồi thì ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút sau đó hãy đi không cần không thích cháu không muốn trước sự bướng bỉnh của tiểu vi anh biết cô nhất định đang rất giận nên anh làm đủ mọi chuyện để có thể khiến cho cô vui anh thở dài một tiếng bàn tay vừa định buông lòng liền nhìn thấy hộp quà trên tay của cô trong đầu anh nhanh chóng lầy số anh liền gợi mở bằng vài câu chú sẽ để cho cháu đi chỉ cần cháu nói cho chú biết lý do tại sao cháu lại đến đây lúc này tiểu vi mới nhớ ra nguyên nhân khiến bản thân mình phải lặn lộn đường xa tới đây để tìm ông chú đáng ghét này cô nhìn xuống hộp quà trên tay rồi ném thẳng vào người của nghị thành bằng ngữ điều vô cùng tức giận tại sao chú dám tặng cháu mấy cái thứ đồ không lành mạnh như thế này chứ nghị thành đặc ý cuối cùng thì cũng lảng tránh sang chuyện khác để giữ chân tiểu vi lại thành công anh cũng nhanh chóng bắt kịp với câu chuyện của cô mở hộp quà lấy mấy món đồ bên trong ra vừa ngắm nhìn với thái độ hài lòng vừa nói chú thấy mấy món này rất là có ích đấy chứ có ích á bộ đồ hở hang này mà có ích á chú chú giải thích đi nghị thành thở dài một tiếng đặt hộp quà xuống mặt bàn, rồi dơ từng món lên trình bày cặn kẽ công dụng. Bộ đồ con thỏ này rất dễ thương, rất hợp với dáng của cháu. Ngoài ra nó còn kích thích thị giác, nâng cao khả năng sáng mắt. Thế thế còn cái roi da này, chú, chú giải thích đi. Dễ thế mà không nghĩ giả. Roi da này dùng để kích thích các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là phần hông và phần đùi. Cái này người ta gọi là tăng cường sức đề kháng, Tiểu Vy nhách mép cười khẩy. Đến bây giờ những lời Nghị Thành nói chẳng thể nào lọt vào tai của cô. Bản thân cô cũng không thể nào ngấm được mấy cái thứ lý thuyết vớ vẩn này. Cái gì mà nâng cao khả năng sáng mắt? Cái gì mà tăng cường sức đề kháng? Tất cả chỉ là mấy điều vô bổ. Nghị Thành tự nghĩ ra để bao biện cho việc anh tặng cô những món đồ không hay ho. Tiểu Vy im lặng không đáp nửa lời. Cô đưa mắt nhìn anh, sau đó cười nhạt và quay lưng rời đi. Nghị Thành nhanh chóng giữ tay cô lại. Này, cháu định cứ như vậy mà đi á? Không tính nói gì với chú à? Thế chú muốn cháu nói gì? Khen ngợi mấy cái lý do mà chú đưa ra ấy? thì chính cháu nói muốn nghe giải thích. thì bây giờ cháu nên đáp lại chứ. vậy thì cháu xin phép nói thẳng nhá. mấy món đồ mà chú tặng ấy, trả ra cái thể thống gì? nếu không nói là bỏ đi. được chưa ạ? À? nhìn gương mặt tức giận của tiểu vi nghị thành đoán lần này anh đã có nước đi sai lầm cô thực sự không thích đồ anh tặng thậm chí còn ghét nó để gọn đồ vào hộp anh hạ giọng nhẹ nhàng nói với cô chú xin lỗi vốn định trêu chọc cháu một chút không ngờ lại khiến cho cháu không vui nếu như cháu không thích chúng đem vứt nhé tiểu vi khá bất ngờ trước câu nói của nghị thành cô biết từ bé đến giờ anh luôn là người nhường nhịn và chiều theo ý của cô thật không ngờ bị cô chê quà thậm tệ như vậy mà anh còn lên tiếng xin lỗi sự tức giận trong cô thuyên giảm phần nào bản thân bỗng dưng cảm thấy những lời khi nãy có phần quá đáng dù sao chỉ là một bộ đồ người ngoài không một ai biết nên chẳng cần phải làm quá lên tiểu vi lúc này cũng nhanh chóng đáp lại không không cần thiết phải bỏ đi lần sau chú đừng tặng cháu mấy thứ như thế này có được không? Ừ, chú hiểu rồi. Nghị Thành đưa tay lên xoa nhẹ trên đầu của cô. Tiểu Vi liền đáp lại anh bằng một nụ cười vui vẻ. Chợt đôi giày đen sang trọng, được đặt trong chiếc hộp mà khi nãy thư ký Linh giúp anh thử, nhanh chóng lọt vào mắt của cô. Tiểu Vi trao mày tự hỏi, nó dành cho ai nhỉ? Cô nghĩ nó không phải là dành cho cô, bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng đi giày cao gót bởi vì không quen. Hơn nữa nhìn sơ qua Có vẻ như sai giày này To hơn chân của cô một chút thì phải Mãi mê với dòng suy nghĩ mông lung trong đầu Tiểu Vi giật mình thoát khỏi Khi nghe thấy giọng của Nghị Thành Này Làm cái gì mà đâm chiêu thế Dạ không có gì Mà chú này Đôi giày kia chú định tặng cho ai Đôi giày này á Nghị Thành đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Tiểu Vi Nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen trong hộp anh mỉm cười nói Đôi giày đó chú mua tặng cho một người Là con gái à? Tất nhiên là con gái rồi Thế chả nhẽ đi tặng giày cao gót cho đàn ông à? Vậy chắc cô ấy là một người đặc biệt nhỏ Không phải đặc biệt Mà là rất quan trọng với chú Nghị Thành vừa mới dứt lời Trong lòng Tiểu Vi đột nhiên cảm thấy bứt rứt khó chịu Xen lẫn với buồn bã Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh gần gũi hay thân mật với bất cứ con gái nào ngoài cô nên cứ tưởng rằng anh độc thân tới tận bây giờ không ngờ rằng trong trái tim của anh lại có một người con gái quan trọng mà cô không hề hay biết dạng vẻ tình nghịch hoạt bát thường ngày bỗng chốc biến mất ánh mắt nhìn đượm buồn ấy lại tiếp tục nhìn món quà mà chú chuẩn bị cho người con gái khác tiểu vi lúc này lên tiếng hỏi Chị ấy không có ở đây à? Mà tại sao chú phải nhờ người thử giày? Hiện tại cô ấy đang sống bên Mỹ. Lâu quá rồi không gặp. Nên chú cũng không nhớ cỡ giày là bao nhiêu. Đúng là tác trách quá. Chỉ cần là chú tặng quà, chắc là chị ấy sẽ thích thôi. Mà chú này, chị ấy là người như thế nào? Nghị Thành trao mày khó hiểu trước thái độ của Tiểu Vi. Sao thế? Sao bỗng nhiên cháu lại quan tâm đến chuyện này? Thì cháu chỉ muốn biết thôi Nếu như chú thấy phiền Thì thôi chú không cần phải nói đâu ạ à? Tiểu Vi vừa mới dứt lời Thì Nghị Thành lên tiếng Cô ấy xinh đẹp Thông minh Và luôn luôn vui vẻ Nghe xong những lời đó Tiểu Vi cảm thấy buồn bã trong lòng Rõ ràng là bản thân muốn nghe Nhưng cuối cùng lại có cảm xúc lạ như vậy Hiện giờ trong lòng của cô Có biết bao nhiêu sự mông lung mơ hồ nghe qua ngữ điệu khi nghị thành nói về người con gái ấy tiểu vi có thể chắc chắn phần nào sự quan trọng của cô ấy đối với anh cố gắng chấn an bản thân tiểu vi thở dài một tiếng lấy lại tinh thần cô gượng cười nói dạ cháu không làm phiền chú nữa cháu xin phép ra về ở lại thêm một chút không được sao tiểu vi lắc đầu bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào để đối diện với anh nữa tiến đến phía bàn làm việc, cầm hộp quà trên tay cô nói. Món quà này cháu giúp chú mang đi. Cháu về đây à? Để chú đưa về. Dạ không cần đâu. Tài xế đợi cháu bên ngoài rồi. Vậy đi đường cẩn thận nhé. Tiểu Vi gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Nghị Thành đứng đó với tâm trạng khó hiểu. Nhìn theo bóng của cô khuất dần sau cánh cửa lớn mới yên tâm quay trở lại làm việc. Trên dãy hành lang dài của tầng lầu, Tiểu Vi lưỡng thững bước đi trong đầu, không thôi nghĩ về những gì đã diễn ra. Cô nhớ đến thái độ vui vẻ, cùng với dáng vẻ niềm nở khi anh nhắc tới cô gái mà anh cho rằng quan trọng với anh. Thực lòng mà nói, cô rất muốn biết mặt mỗi cô gái đó ra sao, về ngoài xinh đẹp đến mức nào. Tiểu Vi đi đường một quãng đường do không để tâm đến xung quanh mà vô tình va phải người đi trước mặt. Lúc va chạm khiến hộp quà xuống đất Âm thanh phát ra Làm cho cô giật mình Thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Tiểu Vi nhận ra điều gì đó Vội vàng ngồi xuống nhặt lại những món đồ Sau đó bỏ vào trong Cô sợ người ngoài nhìn thấy lại đánh giá Vừa đóng nắp hộp lại Cô đưa mắt nhìn người đàn ông Mà mình đụng chúng Định lên tiếng nói lời xin lỗi Nhưng lại bị cắt ngang Thật là không ngờ cô lại có sở thích thú vị như vậy Tai thỏ đen dễ thương Cô thích hóa trang thành con thỏ sao Câu hỏi của người đàn ông lạ mặt Khiến cho cô ngại ngùng Không biết tìm chỗ nào mà chui xuống Trời đất quỳ thần ơi Đúng là xui tận mạng Cô đã muốn che giấu bí mật này Để không ai biết Cuối cùng lại bị một người đàn ông xa lạ phát hiện Tiểu Vy nhanh chóng giật lại chiếc bờm tai thỏ Từ tay của anh ta Cô ấp úng Cái 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 gì mà mà hóa trang chứ Mắt anh bị quáng gà Tại sao anh nói cái gì mà hóa trang ở đây Chứ không phải sao Khi nãy cô rơi đồ Tôi thấy nguyên bộ đồ con thỏ trong hộp còn gì Chà chà không tin được luôn Trong mặt mũi của cô không đến nỗi nào Mà cô lại có sở thích thú vị như vậy Không sao Quyền tự do của mỗi người Tự do cái đầu anh ấy Đây, đây không phải là của tôi Tôi chỉ cầm hộ cho người khác thôi Cứ cho là như vậy đi Cứ cho là như vậy đi cứ cho là cho như thế nào đây thực sự không phải là của tôi thôi được rồi đây không phải là của cô tiểu vi tức giận đến đỏ bừng cả mặt đúng vậy món đồ trong hộp là của cô là món quà mà người chú đáng ghét tặng cho cô nhưng trước mặt người lạ là, làm sao mà cô dám nhận nó là của mình chứ cô phải nói dối để bảo vệ danh dự có điều cái tên đáng ghét này cứ cười mãi khiến cho cô vô cùng xấu hổ ở lại đây lâu Tiểu Vy cảm thấy bản thân mình càng thêm ngượng ngùng liền nhanh chóng lên tiếng để chấm dứt cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu xin lỗi vì tôi va vào anh bây giờ tôi xin phép đi trước Tiểu Vy nhanh chân rời đi cứ nghĩ như vậy là giải quyết xong xuôi nào ngờ anh ta còn quay lại nói với cô này cô gái Tay Thỏ cô cho tôi biết tên của cô được chứ cô gái Tay Thỏ này Cô gái tay thỏ kia Anh ta cứ như vậy mà gọi cô bằng cái tên Cô gái tay thỏ Nhiều lần không những vậy Còn nói với âm điệu rất lớn Làm cho mọi người xung quanh chú ý đến Suốt quãng đường đi Tiểu Vi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất Hai tay che lấy mặt Cho đỡ ngại ngùng Sự cố này đúng là thật xấu hổ Sau này cô còn dám nhìn ai đây Tiểu Vi chạy nhanh vào trong xe Vừa mới đóng cửa lại chưa kịp để cho tài xế hỏi câu nào cô lại vội vàng lên tiếng bác ơi bác chở cháu về đường ra đi ạ à? nhanh lên một chút bác đức mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà vội vàng gật đầu nhấn chân ga lái xe đi ngồi tựa đầu vào cửa kính tiểu vi đưa mắt nhìn xung quanh nhìn những thứ nhỏ bé ngoài kia đang xa dần về cuối trong đầu của cô hiện lên hàng loạt những suy nghĩ mông lung và có lẽ chiếm giữ tâm trí của cô nhiều nhất lúc này chính là chuyện về cô gái quan trọng trong lòng của nghị thành đôi lúc cô thấy bản thân của mình đúng là tệ hại hai người đâu có là gì của nhau tại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó nhiều như vậy rõ ràng là có thể cô để tâm tới chuyện khác được cơ mà nhưng mà cô chẳng thể nào loại bỏ được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của mình cô muốn biết tại sao người con gái đó lại có thể là người quan trọng trong trái tim của nghị thành Cô thật sự muốn biết Mất khoảng 30 phút đi xe Cuối cùng Tiểu Vi cũng trở về đường ra Tự mình mở cửa rồi bước xuống xe Từng đợt gió thổi đến Khéo léo luồn vào bên trong Khiến cho cô khẽ dùng mình Thở hắt một hơi đầy nặng nề Tiểu Vi lê bước vào trong Về tới nhà Bây giờ cô nên làm gì đây? Đi ngủ á? Lướt vép? Hay lại dùng cả ngày để suy diễn? Những thứ viển vông trong đầu cô câu hỏi có nhiều lựa chọn này thật biết cách làm khó cho cô bước vào trong nhà tiểu vi nâng mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh một lượt thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ vì quá phấn khích mà cô chạy tới mừng rỡ gọi lớn bà ơi bà nghe tiếng gọi bà lan quay đầu lại nhìn thấy tiểu vi chạy đến phía mình bà liền giang tay đón cô bằng một cái ôm ấm áp Bà xoa đầu cô nhẹ nhàng nói Cháu yêu của bà về rồi đi à Mấy ngày bà không có nhà Thì có ai bắt nạt cháu không Không có ai bắt nạt cháu hết Nhưng mà cháu nhớ bà lắm Chuyến đi chơi lần này của bà Có vui không ạ à? Ừ ngồi xuống nào Hai người ngồi xuống ghế sofa tâm sự Chẳng là mấy ngày trước Bà Lan cùng với mấy người trong hội phụ nữ Có một chuyến đi chơi xa Do bà về mà không báo trước với cô nên chưa chuẩn bị chu đáo để đến đón bà tử tế từ sân bay sau chuyến đi trông bà lan như trẻ ra mấy tuổi và có vẻ như bà đã chơi rất vui tiểu Vy lại nhanh nhầu hỏi chuyện thế sau lần này bà có đi nữa không ạ à? lâu lâu mới có một lần bà còn phải ở nhà canh chừng cháu gái của bà chứ <laughs> cháu lớn rồi mà cháu ấy tự lo cho mình được rồi bà không cần gò bó cháu đâu Bà cứ để cho cháu thoải mái Làm điều cháu thích đi à Ừm Đứa bé này Không biết là lớn thật chưa đây Bà Lan lúc này mỉm cười Tiểu Vi là đứa bé được bà nuôi dạy từ bé Lớn lên tính tình của cô ra sao Bà là người hiểu rõ Vì sức khỏe bản thân không cho phép Khó khăn trong việc mang thai Nên bà chỉ sinh được nghị thành Mong muốn có một đứa con gái từ lâu Nhưng lại không được thật là may mắn làm sao ông trời lại để tiểu vi đến với bà mặc dù ngoài miệng xưng hô bà cháu nhưng mà trong lòng của bà đã sớm coi cô là con gái của mình nhìn nét mặt tiểu vi bà thoáng thấy sự buồn bã hiện hữu sường như cô đang có chuyện khó nói thì phải đứa bé này luôn như vậy khó thổ lộ nỗi lòng bao nhiêu buồn bực đều cất giấu bên trong rồi lại tự mình chịu đựng bà thở dài một tiếng siêu dàng nắm lấy bàn tay của cô này ai làm cho cháu buồn có đúng không tiểu vi giật mình nhìn bà sau đó cười gượng bà nói gì vậy ạ à? cháu cháu có buồn gì đâu ạ à? cháu không cần phải nói dối nhìn qua là bà đoán ra được rồi nào nói ra cho bà biết có khi bà lại giúp được cho cháu đấy tiểu vi ngập ngừng cắn môi cứ đắn đo mãi sau đó mới dám thổ lộ tâm tư Được cất giấu trong lòng Bà ơi Chú Thành có người mình thích rồi à Sao cháu lại nói như vậy chứ Cháu lấy thông tin này ở đâu Khi nãy cháu có đến công ty Thấy chú chuẩn bị quà cho một cô gái Cháu hỏi thì chú bảo Người ấy rất quan trọng với chú Bà ơi Thế bà có biết cô ấy là ai không ạ à? bà lan trần trừ suy nghĩ đôi chút lông mày của bà nhíu chặt lại tiểu vi ngồi kế bên hồi hộp để chờ đợi câu trả lời của bà mất khoảng chừng vài phút bà mới á lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói với cô cháu không cần phải lo lắng đến cô gái kia đâu cô ta và nghị thành không có quan hệ tình cảm với nhau nhưng mà cháu thấy chú thành có vẻ rất thích cô ấy ạ à? thích khác yêu khác hai khái niệm này hoàn toàn không giống nhau với cường vị là một người mẹ bà có thể khẳng định ngoài cháu ra nghị thành không yêu một ai khác bà nói như vậy chuyện này làm sao có thể ạ à? tiểu vi ngại ngùng hai má ửng hồng trông rất đáng yêu cô vội vàng quay mặt sang hướng khác để che giấu đi cảm xúc lúc này bà lan chớp lấy cơ hội vội vàng nắm tay của cô kéo cô đối diện với mình bằng một giọng nói khẩn khoản bà nói ngay đừng có làm cháu nữa làm con dâu của mẹ đi sau này gia sản tiền tài của đường ra kể cả là con trai của mẹ đều tùy ý cho con sử dụng tình huống gì đang diễn ra thế này cô không nghe lầm đấy chứ người bà mà cô luôn yêu quý đang muốn cô trở thành con dâu của mình sao bỗng nhiên mọi thứ lại kỳ lạ đến như vậy ngay trong lúc này điều chúng ta cần làm chính là nở một nụ cười tự tin. Tiệu Vi lúc này chậm rãi gỡ tay bà ra khỏi tay mình, gượng gạo đáp. Bà nói đùa chả vui chút nào, cháu làm sao có thể làm con dâu của bà được ạ? Có cái gì mà không thể chứ, cháu sắp đủ 18 rồi. Chưa kể Nghị Thành và chúng ta rất ưng ý cháu, quan trọng là cháu có yêu Nghị Thành hay không? Câu hỏi của bà khiến cho cô chăn trở, đây cũng là điều cô cần mà bản thân của mình phải có lời giải đáp. Cô có yêu anh không? Suốt 17 năm chung sống, nếu nói không có tình cảm là lừa dối bản thân, nhưng để đạt tới chữ yêu thì cô chưa chắc chắn. Ở độ tuổi này, cô có rất nhiều thứ phân vân và nhiều quyết định không biết nên lựa chọn ra sao. Bản thân của cô đang đứng giữa ngã ba đường mà ở đó không hề có bảng hướng dẫn. Những lúc ở bên Nghị Thành, Tiểu Vi đều cảm thấy rất thoải mái đôi lúc anh khiến cô giận hay nói ra những điều vô lý để chọc tức cô nhưng mà cô chưa một lần giữ trong lòng quá lâu nghe anh nhắc đến người con gái khác với thái độ vô cùng vui vẻ sự khó chịu nhanh chóng chi phối tâm trí của cô tiểu vi tự hỏi rằng đây có phải là biểu hiện của tình yêu hay là một loại tình cảm nào khác bà lan thấy cô im lặng liền khều nhẹ tay của cô cất giọng hỏi cháu đang nghĩ cái gì mà lại chú tâm như vậy chứ Dạ không có gì Cháu hơi mệt Cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi Bà ơi Cháu xin phép ạ à? Ừ thôi được rồi Nếu như cảm thấy mệt Thì nhớ bảo với bà Dạ vâng Cô cúi đầu lễ phép rồi đứng dậy bước lên lầu Bà Lan nhìn theo bóng của cô Mà trong đầu đầy suy tính Đứa bé vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện này Không làm con dâu của bà Thì thật là tiếc của trời ban thằng con trai ngốc của bà đã không biết tận dụng cơ hội thì bà phải tự tạo cơ hội vậy trở về phòng tiểu vi ngả mình trên chiếc giường êm ái đôi mắt dán vào trần nhà và nghĩ đến những điều vu vơ cứ như vậy được một lúc tiểu vi bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người cuối cùng vì không thể nào tiếp tục mà ngồi bật dậy đi thẳng vào trong phòng tắm cô ngầm mình trong dòng nước ấm chắc chắn sẽ khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn Âm thanh du dương từ phòng tắm phát ra, mùi hương hoa hồng thoang thoảng khắp nơi, trên sàn có vài bộ quần áo vứt ngổn ngang không ý tứ. Tiểu Vy ngâm mình trong bồn ngân nga một giai điệu mà cô không biết tên, rồi như nghĩ đến điều gì đó, hai gò má đột ngột ửng lên một màu hồng. Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua đường cong mềm mại, nữ tính rồi buông mình tràn xuống nền gạch lạnh lẽo, trên vai gầy còn dính vài cánh hoa hồng ngâm mình được một lúc tiểu vi cảm thấy đầu óc thoải mái hơn cô đứng dậy tiến đến phía trước gương treo trên tường đưa tay lau qua mặt gương trọng gương lập tức hiện lên đôi môi anh đào mềm mại cùng với chiếc cằm thon gọn quay sang bên cạnh với tay lấy quần áo cô chợt nhận ra bản thân mình đã quên không mang vào tiểu vi trộm nghĩ trong phòng chỉ có một mình nên cô quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người rồi ngang nhiên đi ra khỏi phòng tắm cô tiến về phía giường vừa định với tay lấy chiếc váy ngủ thì bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau không ngờ cháu đã lớn đến mức này rồi công sức chú nuôi bao nhiêu năm nay không hề uổng phí tiểu vi bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ ấy cô vội vàng quay lưng lại phía sau thì thấy nghị thành đang ở trong phòng từ bao giờ phản xạ tự nhiên cô đưa tay lên che chắn cơ thể chân bất giác lùi về sau vài bước miệng lắp bắp. Sao, sao chú vào phòng mà không gõ cửa? Ai cho chú tự tiện bước vào? Nghị Thành mỉm cười đứng dậy tiến về phía của cô. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Anh bước một bước, cô lùi một bước. Đến khi thấy cô chạm vào mét bàn, anh mới dừng lại. Đôi mắt đen kia lướt nhìn thân hình cô một lượt, sau đó chép miệng một cái. Chà chà, không ngờ cháu lớn nhanh như vậy. Dạ dáng thiếu nữ rồi đấy chú đừng nói nữa chú đi ra ngoài đi đi nhanh ra ngoài cháu ngại ngùng cái gì chứ trên người cháu có chỗ nào mà chú chưa từng nhìn qua chú biến thái có phải chú thường xuyên nhìn lén hay không nhìn lén cái gì chứ chú nhìn công khai cơ mà chú dám có cái gì mà không dám chú nuôi cháu từ nhỏ đến lớn mặc quần áo hay tắm cho cháu chú đều làm cả rồi thử hỏi có chỗ nào còn chỗ nào mà chú chưa biết hay không ông chú già đáng ghét này tiểu vi tức giận đến nỗi đò bừng cả mặt trong lời nói của cô anh cảm nhận ngoài sự tức giận còn có cả sự xấu hổ bất lực trêu chọc cô đến thế là đủ anh đưa cho cô một chiếc túi trong đó đây cho cháu Ánh mắt cảnh cáo cao độ vẫn liên tục chăm chăm về phía anh tiểu vi một tay giữ khăn tắm một tay nhận lấy túi đồ từ anh và hỏi trong này có cái gì ạ một bộ trang phục mới. Nghe đến đây còn chưa kịp mở ra xem, Tiểu Vi đã kịch liệt lên án. "Cái gì? Chú đừng nói với cháu. Chú lại tặng cháu mấy cái bộ đồ hóa trang như lần trước." "Không, lần này không giống lần trước. Cháu mở ra xem thử đi." Tiểu Vi nghi ngại sau đó mở ra xem, bên trong túi là một chiếc váy trắng hở vai, dài qua gối rất đẹp. Tiểu Vi thích thú với món quà ấy và nhanh chóng ướm thử lên người thấy cô vui vẻ khi nhận nó anh lên tiếng hỏi thế nào đẹp không dạ đẹp ạ à. vậy thì mặc thử đi tiểu vi nhanh chân chạy vào trong phòng tắm trước khi bước vào còn ngó đầu ra và dặn dò chú không được tùy tiện đi linh tinh khi mà cháu đang thay đồ đâu đấy biết rồi thay nhanh lên tiểu vi nhau mắt đầy nghi ngờ được một lúc liền đóng sầm cánh cửa lại để thay quần áo Nghị Thành ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, vắt chéo chân và chờ đợi. Món quà ấy coi như là sự đền bù cho bộ đồ thỏ anh tặng cô ngày hôm qua. Thái độ quyết liệt của Tiểu Vi khi đến công ty tìm anh trách móc anh về bộ đồ đó, anh tự hiểu cô đã tức giận như thế nào. Vậy nên để làm hòa, anh phải xuống nước trước. Khoảng chừng một lúc sau, Tiểu Vi bước ra ngoài với một bộ váy mới, mái tóc mềm xõa ngang lưng, kết hợp cùng màu váy tôn lên làn da trắng sáng khiến vẻ đẹp tuổi 17 của cô càng trở nên trong sáng. Chẳng ngạc nhiên khi Nghị Thành bị hớp hồn bởi vẻ đẹp này. Anh đứng hình mất vài giây. Cả người đơ như pho tượng hai mắt vẫn dán chặt vào người của cô. Tiểu Vi tiến đến chỗ Nghị Thành cua tay trước mặt anh vài cái. Chú Thành! Này, chú Thành! Nghị Thành giật mình thu lại dáng vẻ lơ đánh, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Vi thì vội vàng hỏi chuyện. Cháu thấy thế nào? Có vừa không? Rất vừa với cháu. Mà tại sao chú biết số đo của cháu mà mua à? Mấy chuyện vặt vãnh này làm sao mà làm khó được chú? Chú còn biết số đo ba vòng của cháu là 8660 và... Nghị Thành còn chưa nói dứt câu. Tiểu Vi vội vàng bịt miệng, ngăn không cho anh nói tiếp. Cô lừa manh một cái muốn cháy cả con mắt. Anh chẳng biết gì, suốt ngày cứ nhăm nhe ôm cô, nên việc biết số đo là lẽ thường tình. Nhưng nói ra thế này đúng là xấu hổ. Nghị thành biết ý, nhanh chóng ra hiệu không nói. Thì lúc này Tiểu Vi mới buông tay. Cô thở hắt ra một tiếng. Sao bỗng nhiên chú lại tặng quà cho cháu ạ? À? Không phải là mới tặng ngày hôm qua rồi à? Tại chú thấy cháu không thích bộ đồ ngày hôm qua, nên mới mua bộ khác để tặng bù đấy. Chú không cần phải làm như thế đâu Chỉ cần chú đừng tặng cháu Mấy món đồ như thế này nữa là được Chắc chắn là không có lần sau Quà cháu cũng nhận rồi Chú đi đây Nghị Thành đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Tiểu Vi Rồi quay lưng rời đi Tiểu Vi có phần ngạc nhiên Bởi đây là lần đầu tiên Cuộc nói chuyện giữa hai người ngắn ngủi đến như vậy Mỗi lần anh đều phải nói dăm ba câu Để chọc giận cô Mới thích thú bước ra khỏi phòng Bây giờ lại không làm như vậy khiến cho cô suy nghĩ tiểu vi bất ngờ kéo tay nghị thành lại anh thuận theo chiều mà quay người đối diện với cô ánh mắt khó hiểu nhìn cô bé trước mặt có chuyện gì cổ họng bỗng chốc có thứ gì đó chắn ngang khiến tiểu vi ngập ngừng mãi mới thốt thành lời thì chú cứ như vậy mà đi á ý cháu là gì nào quà cháu nhận rồi còn chuyện gì chưa nói à không phải Tại cháu thấy chú có lạ lạ thế nào ấy? Lạ ở đâu? Chú vẫn bình thường mà. Dạ không, chẳng bình thường chút nào cả. Lần này Tiểu Vi đã có can đảm đối mặt với Nghị Thành mà nói ra những lời đó. Cô cảm thấy anh rất kỳ lạ, ít nhất là trong cách cư xử, hệt như là biến thành một người khác. Dù chỉ là vài hành động nhỏ, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra. Có lẽ khoảng thời gian sống chung đã biến nó thành thói quen khó bỏ. Đến khi đột ngột thay đổi Lại cảm thấy xa lạ Chú không bình thường chỗ nào Giọng nói của Nghị Thành đột nhột vang lên Khiến Tiểu Vi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Cô nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống Ngập ngừng mãi chẳng thành câu Bởi vì không biết nên bắt đầu như thế nào Nghị Thành vẫn đứng đó Chờ đợi câu trả lời của cô Được một lúc sau Đến khi Tiểu Vi lấy được bình tĩnh Chuẩn bị nói ra điều mình muốn thì nghị thành bất ngờ gỡ tay cô ra khỏi tay mình thành âm lãnh đạm vang lên nếu như cháu không có gì để nói thì chú đi chú còn rất nhiều việc cần phải làm kìa chú chú không định nghe cháu nói à cháu còn chưa kịp nói gì cơ mà chú không có thời gian để khi khác nhé dứt lời nghị thành quay lưng rời khỏi phòng tiểu vi nhìn theo bóng của anh khuất dần mà lòng đầy hụt hẫng hôm nay anh rất lạ mọi hành động không còn giống như thường ngày nữa bỗng nhiên anh ít nói chuyện với cô thậm chí còn không nghe cô nói kể từ lúc phát hiện anh thử giày để tặng cho người con gái nào đó cô đã thấy anh khác thường có phải bị phát hiện rồi nên không cần phải giấu nữa có phải những lời nói muốn cưới cô hay những cử chỉ thân mật chỉ là cái cớ để che lấp đi khoảng trống mà người con gái kia tạo ra khi cô ấy rời xa anh hay không hàng loạt những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu của cô không được cô phải điều tra rõ ràng mọi chuyện tiểu vi hạ quyết tâm nhanh chân rời khỏi phòng đi theo sau nghị thành thấy anh đến phòng bà lan cô cũng lén lút đi theo nép mình sau cánh cửa lớn qua khe hở nhỏ nhìn vào bên trong biết tin bà lan về nghị thành vội vàng sắp xếp công việc ở công ty rồi về nhà hỏi thăm bà khoảng thời gian bà đi du lịch không dài nhưng dù sao mẹ đi xa về anh cũng nên nói chuyện đôi chút trong căn phòng kín rộng lớn chỉ có bà và anh bà lan ngồi trên chiếc ghế da màu trắng sữa nhâm nhi tách trà nóng còn anh vừa vào phòng đã vội vàng mở ngay một chai rượu vang đỏ rót ra ly và thưởng thức nó không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ còn lại âm thanh tích tắc của đồng hồ và tiếng va chạm của ly thủy tinh được một lúc anh mới lên tiếng Mẹ về sao không báo trước Để con tới đón à Không cần phiền hà như vậy Hai bố con đều bận lo công việc Nhà mình có tài xế riêng Mẹ cũng tự về được Mà khi nãy thấy con qua phòng Tiểu Vi à Hai đứa nói chuyện gì thế Nghe bà Lan nhắc đến mình Tiểu Vi bên ngoài bỗng chốc trột dạ Tài áp sát vào cánh cửa Mắt không rời khỏi vị trí chính giữa căn phòng Cô tiếp tục nghe ngóng con chỉ sang đưa cho tiểu vi ít quà hai đứa không nói gì với nhau à mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì ạ à? bà lan thừa nhận bản thân có chút nhiều chuyện nhưng mục đích là chỉ muốn biết tình cảm của hai đứa hiện giờ đang đi đến đâu cầm tách trà trên tay nhấp một ngộm trà bình tâm lấy lại điềm tĩnh bà nói tiếp hôm nay tiểu vi nó có hỏi mẹ về người con gái mà con tặng giày đấy Vậy mẹ nói với cô ấy thế nào? Mẹ nói hai đứa chỉ là bạn. Nhưng mà có thật là như vậy không con? Bọn con chỉ là bạn. Ngoài ra không có quan hệ tình cảm. Ừ. Mẹ cũng hỏi Tiểu Vi có tình cảm gì với con không? Mà con bé lại không trả lời. Con vẫn theo đuổi Tiểu Vi đấy chứ. 17 năm chưa bỏ ngày nào. Nhưng có vẻ không có kết quả mẹ. Hay là con đi xem mắt đi. Lời gợi ý này khiến cho anh giấy lên nghi ngờ, sau đó bật cười thành tiếng. Không phải mẹ sống chết, muốn Tiểu Vi là con dâu của mình sao? Thì mẹ cũng muốn lắm. Nhưng mà mẹ lo, mẹ lo cho con. 30 tuổi đầu rồi, thế chả nhẽ lại không chịu lấy vợ sao? Bố mẹ không thể sống mãi được. Lâu như vậy mà con bé không chịu, thì chúng ta phải tính nước khác. Nghị Thành chỉ nghe không đáp, Bàn tay thon dài cầm ly rượu lắc nhẹ vài đường Chất lòng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai Mang theo hương thơm mi hoặc Đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vài ý niệm Sau khoảng thời gian suy nghĩ Anh quay sang phía bà và nói Mẹ sắp xếp buổi xem mắt cho con đi Việc theo đuổi này Con cũng mệt lắm rồi Tiểu vi bên ngoài nghe được câu nói ấy Hai tay vô lực buông thõng. Cô không nghĩ bấy lâu nay từng hành động, từng lời nói của anh đều là đang có ý theo đuổi cô trước này cô luôn nghĩ anh bày trò chọc kẹo không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác có vẻ như cô đã để mất đi thứ gì thì phải tiểu vi đưa mắt nhìn nghị thành nét mặt cùng với giọng điệu đó chắc chắn không phải đùa quay lưng lại phía cánh cửa tiểu vi ngậm ngùi lững thững bước đi chắc là không hiểu tim của cô có cảm giác rất lạ một chút nhói một chút khó chịu và có cả một chút buồn bã. Sau khi Tiểu Vi rời đi, bà Lan quay đầu ngó nghiêng nhìn về phía cánh cửa. Đến khi chắc chắn không còn ai bên ngoài, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà đánh mạnh vào vai của Nghị Thành một cái đầy đắc ý. "Đấy, thấy chưa? Mẹ bảo với con rồi, con cứ cư xử lạ, tự khắc con bé thấy bất thường và tìm hiểu nguyên nhân. Những lời con nói khi nãy chắc chắn là tác động đến con bé rồi đấy." nhìn vẻ mặt hân hoan vui sướng của mẹ mình nghị thành cười và hỏi sao mẹ lại dám chắc như thế à mẹ đoán được cô ấy đang nghĩ gì sao mẹ nuôi con bé từ nhỏ đến lớn tính tình con bé thế nào mẹ lạ gì nó là người khó thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cũng thuộc kiểu mưa rầm thấm lâu phải có khoảng thời gian để con bé nhận ra tình cảm của mình trong tình yêu không nên vội vàng vội vàng là hỏng chuyện đấy con à mẹ nói chuyện cứ như chuyên gia chứ còn gì nữa Đợi anh hành động ấy thì tôi mất con dâu à? Cuối cùng ấy, phải để cho bà già này ra tay trước mắt nha, còn cứ giữ khoảng cách với con bé rồi lại giả vờ đi xem mắt để xem thái độ của Tiểu Vi như thế nào. Con hiểu chưa? Nghị Thành uống cạn ly rượu vang trên tay, sau đó đứng dậy thở dài. Con không cần biết kế hoạch của mẹ như thế nào, nhưng con mà mất vợ, tất cả là lỗi tại mẹ đấy nhé. Biết rồi biết rồi, con cứ yên tâm. Con mất vợ thì mẹ lại bị mất con dâu. Mẹ con mình chung thuyền. Nghị Thành đến bó tay với mẹ mình. Anh cúi đầu xin phép rồi rời khỏi phòng. Bước dọc dãy hành lang dài. Tin nhắn điện thoại bất ngờ vang lên khiến cho anh dừng chân. vuốt nhẹ màn hình là tin từ bố anh. Nghị Thành đọc tin nhắn trong hộp thư. Đôi lông mày của anh trao lại, tỏ vẻ khó chịu. Không biết nội dung bên trong thế nào. Chỉ thấy sau khi anh đọc xong, anh liền lái xe tới tập đoàn. Mất khoảng 20 phút lái xe, cuối cùng cũng đến nơi. Nghị Thành đầy bước vào. Trong căn phòng sớm có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc vét đen đang ngồi lịch lãm chờ anh. Nghị Thành không nói một lời, trực tiếp bước đến ghế giám đốc và ngồi xuống. Nhìn thấy bàn mặt của người đối diện, anh đã ngắn ngầm, đừng nói đến chuyện nói chuyện trực tiếp. Vốn dĩ sắp xếp công việc mới ở công ty, sau đó về nhà để tránh gặp mặt nào ngờ chạy trời không khỏi nắng hắn ta mặt dày đến nỗi đến tận văn phòng chủ tịch yêu cầu gặp anh nới lòng cả vạt một chút nghị thành nghiêm giọng lên tiếng không biết giám đốc trịnh đến đây tìm tôi là có việc gì Tuấn khải thở dài một tiếng ngữ điệu phát ra đầy sự trách móc để đối tác của mình chờ đợi lâu như vậy không phải là tác phong của một nhà lãnh đạo giỏi vậy sao nhưng tôi nhớ giữa chúng ta làm gì có công việc hợp tác nào. Chủ tịch vẫn chưa nói với anh. Về vấn đề hợp tác giữa hai tập đoàn sao? Hợp tác Từ khi nào? Trong ngày hôm nay, bên chúng tôi đã ký hợp đồng, tập đoàn và thỏa thuận thành công về dự án xây dựng gì sọt ở phía Bắc. Trên gương mặt Nghị Thành thoáng chốc bộc lộ khó chịu, dự án xây khu nghỉ dưỡng này cần một số tiền khá lớn và hiện tại công ty đang tìm kiếm thêm một đối tác để cùng làm ăn. Trước đây anh và bố đã từng thảo luận với nhau, đưa ra một số quyết định. Ông Long cho rằng việc hợp tác với tập đoàn Hoàng Trường sẽ giúp ích rất nhiều, một bên chịu trách nhiệm về đầu tư phát triển, còn một bên là bất động sản và xây dựng. Tuy nhiên, Nghị Thành đã sớm nhận thấy điều bất thường trong cách làm việc của Tuấn Khải. Anh đã xem xét kỹ lưỡng, những dự án mà trước đây tập đoàn Hoàng Trường từng đầu tư và phát triển một vài điểm bất thường. Sau cuộc thảo luận với ông Long, cứ tưởng rằng ông thay đổi quyết định không ngờ lại đồng ý hợp tác với bên hoàng trường mà không thèm thông qua anh trong lòng có chút dối ren nhưng bên ngoài anh tỏ ra bình thường để giải quyết chuyện trước mắt anh ho lên mấy tiếng làm hiệu đã đều giám đốc khải đây ký hợp đồng với chủ tịch bên tôi thì nên tìm chủ tịch để bàn bạc công việc tôi không có nhiệm vụ phải đón tiếp anh mở anh đi cho Tuân Khải cũng không phải dạng vừa Nghe thấy như vậy liền đáp trả lại ngay Tôi cũng không muốn làm phiền Đến vị giám đốc trăm công nghìn việc như anh Nhưng biết làm sao bây giờ Chủ tịch đã ký giấy ủy quyền cho anh Đứng ra làm tổng thầu Xây dựng trực tiếp và trao đổi công việc với tôi Tuần Khải nhớn mày đắc ý Hắn từ lâu đã chẳng ưa gì nghị thành Nhưng hợp tác giữa hai bên Là cơ hội nghìn năm có một Vốn dĩ có thể để một người khác đứng ra Có điều hắn muốn xen qua dự án này để xem bản lĩnh của nghị thành đến đâu mà lại được nhiều người ca ngợi ngay cả ông bố già của hắn cũng lèm bèm suốt ngày tự ý quyết định hợp tác không thông qua anh rồi lại tiếp tục ký giấy ủy quyền ông long đúng là biết cách làm cho người khác bất ngờ đã lỡ vào hang cọp thì phải tìm cách để thoát thôi đâu thì để nó quay lại nó cắn mình được nghị thành cuối cùng cũng chấp nhận đối mặt anh đứng dậy tiến về chỗ của tuấn khải đưa tay ra trước, thể hiện thái độ hòa nhã. Hợp tác vui vẻ. Phản ứng của Nghị Thành khiến Tuấn Khải có phần ngạc nhiên, không nghĩ rằng lại bị đánh úp như vậy. Nghị Thành vẫn giữ được sự điềm tĩnh để đáp lại. Tuấn Khải vui vẻ đứng dậy, bắt tay anh. Hy vọng dự án sẽ thành công. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Giữa họ không phải bầu không khí hòa nhã của đối tác làm ăn, mà chính là sự ngột ngạt căng thẳng đến mức không thể hiện ra bên ngoài và đang âm thầm hiện hữu bên trong sau khi tuấn khải rời đi nghị thành nhanh chóng đến văn phòng ông long để nói chuyện đứng trước văn phòng làm việc anh đưa tay lên gõ cửa ba cái từ bên trong vang lên giọng nói mời vào được sự cho phép nghị thành mới đẩy cửa bước vào anh trực tiếp đi thẳng đến chỗ của ông long đang ngồi và đặt vấn đề bố à tại sao bố lại ký hợp đồng với tập đoàn hoàng trường chứ ông long biết trước sự việc nên vô cùng bình tĩnh âm thanh của trang giấy được lật liên tục phát ra ông điềm nhiên bởi vì nó có lợi cho tập đoàn của chúng ta con à vậy tại sao bao nhiêu tập đoàn khác bố không hợp tác mà nhất định phải là hoàng trường chứ chẳng phải chúng ta thảo luận về vấn đề này rồi hay sao ạ à? đợi những tập đoàn khác thì đến bao giờ hả con hơn nữa nguồn vốn đầu tư cần rất lớn trên thương trường bây giờ chỉ có hoàng trường là đáp ứng được thôi nhưng mà con cảm thấy cách làm việc của tập đoàn bên đó không được minh bạch lúc này ông long mới dừng hành động của mình và ngẩng lên nhìn anh gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc dường như không có thứ gì có thể làm lung lay được quyết định của ông bằng một giọng chậm rãi chắc nịch ông nói luôn bố tin vào khả năng nhìn người của mình nhưng lần này bố sai rồi nghị thành nhanh chóng ngắt lời ông anh biết từ trước đến nay ông luôn tự tin với khả năng chọn người và sử dụng người nhưng mà không phải quyết định nào cũng là đúng kết quả nào cũng theo mong muốn hợp đồng cũng ký giấy trắng mực đen rõ ràng dù có phản đối cũng không thể nào thay đổi nhưng ít nhất anh muốn bố mình hiểu nước đi này của ông là sai lầm trước sự cứng đầu và phản bác của con trai ông long thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục cặm cụi với công việc đúng hơn là ông không còn gì để nói với anh nghị thành đứng thẳng người nhìn ông bố cố chấp của mình rồi quay lưng bước đi bước đến ngưỡng cửa đôi chân của anh đột ngột dừng lại bởi một giọng nói từ phía sau nếu như con không tin tưởng vào khả năng chọn người của bố vậy thì con chứng minh đi chứng minh rằng những gì mình nói là đúng đến lúc đó bố yên tâm mà trao cho con toàn quyền quyết định nghị thành chỉ nghe và không đáp trực tiếp bước ra ngoài. Tuy không quay đầu nhìn ông, nhưng những lời nói ấy cứ luôn văng vẳng bên tai của anh suốt dọc hành lang. Anh tự hỏi, bao nhiêu năm làm việc ở tập đoàn, những đóng góp của mình chưa đủ để ông tin tưởng hay sao? Phải chăng bản thân của anh đang còn nhiều thiếu sót? Mải mê với dòng suy nghĩ mông lung trong đầu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghị Thành chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra vuốt nhẹ màn hình xem tin nhắn trong hộp thư. Anh nhíu mày đọc dòng tin nhắn được gửi đến từ mẹ. Tối nay đừng về nhà. Đọc xong Nghị Thành buông thõng tay xuống đầy chán trường. Mẹ anh lại muốn bày ra cái trò gì nữa đây? Mới lúc chiều còn ủ mưu, kêu anh giữ khoảng cách với Tiểu Vi. Bây giờ còn cấm anh không được về nhà. Vậy bây giờ anh biết phải tá túc ở đâu để cho qua đêm nay? Nghị ngợi một hồi, anh vội bấm số gọi điện lại cho mẹ mình. Đầu dây bên kia vang lên nhạc chuông, rất nhanh sau đó có người bắt máy. Tin nhắn mẹ nhắn cho con, là có ý gì à? Ý gì là ý gì? Mẹ bảo thì cứ thế mà làm, không được cái. Nhưng mà con biết đi đâu? Qua đêm nay được bây giờ à mẹ? Đi đâu đó là chuyện của con, con lớn rồi phải tự biết cách mà giải quyết chứ. Trong thành phố thiếu gì khách sạn, đặt một phòng ngủ tạm đi. Nhớ là ngủ tạm. Chứ không phải là dẫn gái theo đâu nhá Nhưng mà mẹ Không có nhưng nhị gì hết Thế bây giờ con có muốn lấy vợ không Bà Lan quả thật là rất biết cách đánh đòn tâm lý Câu hỏi chí mạng như vậy Làm sao anh có thể trả lời khác được Ngậm đắng nuốt cay vào lòng Anh cố gắng dặn ra từng chữ Tất nhiên là con muốn ạ à? Thế thì cứ như vậy mà làm theo Mẹ cúp máy đây Kìa mẹ, Nghị Thành chưa kịp nói lời nào trong điện thoại, chỉ còn lại màu đen kịt. Anh thở dài một tiếng và thầm trách số phận của mình đúng là hầm hưu. Cưới vợ khổ thật, chưa gì đâu, đã thấy bị đuổi ra khỏi nhà. Nghị Thành vò đầu bứt tai nghĩ cách một lúc, rồi chợt nhớ đến khách sạn mà anh hay đặt phòng. Không chần chừ thêm, Nghị Thành vội vàng gọi điện cho quản lý khách sạn một cách gấp rút trước khi hết phòng. Tối hôm đó Tiểu Vi thay bộ váy thật là thoải mái, rồi xuống dưới nhà ăn cơm như mọi ngày ngồi vào bàn ăn cô chỉ thấy có bà lan ngồi ở đó từ bao giờ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt lấy làm lạ cô mới hỏi bà ơi ông và chú đâu rồi ạ à? ông bận chút việc ở công ty nên chắc là về trễ ăn cơm sau con ạ à? còn nghị thành nó đi ra ngoài xem mắt rồi dạ xem mắt đấy ạ à? tiểu vi không giấu được sự ngạc nhiên trước những lời bà lan nói mới sáng hôm nay anh nói rằng muốn đi xem mắt vậy mà tối nay lại có cuộc hẹn không phải mọi thứ đang diễn ra quá nhanh đấy chứ tiểu vi nhìn về phía bà lan và tiếp tục hỏi tại sao nhất định phải xem mắt vào buổi tối hả à, bà còn rất nhiều buổi khác trong tuần mà chuyện này bà cũng không biết chắc là nghị thành nó muốn có một buổi tối lãng mạn chẳng hạn lần này mà thành công ấy cháu lại có thêm một người cô thế cháu có vui không dạ vui à vui chưa à chú lấy vợ mà không vui làm sao được bà vậy thôi hai bà cháu mình ăn cơm trước cháu mời bà tiểu vi vừa nói vừa đưa bát cơm cho bà lan bằng hai tay với thái độ lễ phép rồi sau đó cúi gầm mặt xuống ăn phần cơm của mình vui kiểu gì được trong khi nghị thành đang ở bên ngoài và qua lại với một cô gái khác trong lòng cô cảm thấy rối ren và khó chịu rõ ràng là không muốn nhưng mà cô phải tươi cười trước mặt bà lan để tránh hiểu lầm nhìn những món ăn trước mặt cổ họng của cô chẳng thể nào nuốt trôi thực lòng muốn bỏ bữa nhưng nghĩ đến lý do để giải thích cũng khiến cho cô mệt mỏi tiểu vi cầm đũa gắp thức ăn có điều trong suốt bữa ăn cô gắp được mấy lần đâu đầu óc của cô bận suy nghĩ đến ngụy thành làm sao có tâm trạng cho những chuyện khác chứ bà lan ngồi đối diện với cô và lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cô cúi cô gằm mặt xuống vẻ ủ rũ ăn cơm không cảm thấy ngon miệng ít nói hơn thường ngày chỉ dựa vào những đặc điểm này cũng đủ để cho bà đoán được cô đang rất buồn khi hỏi tiểu vi có tình cảm với nghị thành hay không mặc dù cô chưa trả lời nhưng bà luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cô có tình cảm với anh mà cô không biết rõ bữa ăn kết thúc một cách nhanh chóng Tiểu Vi phụ bác quản gia dọn dẹp một số đồ rồi đưa bà Lan lên lầu. Sau đó cô trở về phòng mình. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, đôi mắt dán chặt vào trần nhà đối diện. Cô tự hỏi liệu rằng bây giờ anh đang vứt vui bên đối tượng xem mắt của mình hay không? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu cô. Mặc dù cô tự nhủ phải quên đi, nhưng cô không thể nào ngừng lại. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Vi dần dần cảm thấy mệt mỏi Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Khiến cho cô giật mình Khó khăn ngồi dậy rồi đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường Màn hình điện thoại dần hiện lên dòng tin nhắn từ bà Lan Tiểu Vi cho mày khó hiểu Bởi vì đây là lần đầu tiên bà Lan nhắn tin cho cô Mọi khi đều gặp mặt trực tiếp Hoặc là gọi điện nói chuyện Hơn nữa phòng của cô chỉ cách phòng bà một tầng lâu Đâu nhất thiết phải gửi tin nhắn như vậy suy nghĩ một lúc cuối cùng cô vẫn quyết định mở tin nhắn ra xem tin nhắn bà gửi là một tấm ảnh vì tò mò mà cô nhấn vào hiện ra trước mắt cô là hình ảnh cùng nghị thành đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái trong một quán cà phê sang trọng không ngờ chuyện đi xem mắt là thật hơn nữa đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp như vậy trong khi tiểu vi còn chưa kịp hoàn hồn bởi tấm ảnh Bà Lan tiếp tục nhắn thêm một tin nữa, nhưng lần này là dạng chữ viết. Xin lỗi con, bà gửi nhầm người. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có phải bà đang chiêu đùa cô không? Gửi nhầm thứ gì không gửi, lại gửi ngay tấm ảnh chụp nghị thành và người con gái khác. Trong lòng vốn sẵn sự khó chịu, này lại thêm quả tin nhắn hỡi ơi rơi xuống này càng khiến cho cô bực bội. Tiểu Vi thở dài đầy ngao ngán Rồi nhanh chóng nhắn lại Dạ không sao đâu ạ à? Vừa nhấn nút gửi cô liền tắt máy Để điện thoại sang một bên Nằm xuống giường và nhắm nghiền mắt lại Chỉ mong sao Không có sự nhầm lẫn nào Đến với cô nữa Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Nội dung tập 2 của câu chuyện Trong cũ bạc tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An cũng đang rất là háo hức để xem kế hoạch của bà Lan như vậy liệu có kết quả thành công mãn nguyện hay không, hay là bà Lan lại đang đưa ra những cái gọi là những cái khúc mắc ở trong lòng của Tiểu Vi và khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng, có khi nào cô lại buông tay và không có tình cảm với Nghị Thành nữa. Người đàn ông như Nghị Thành phải chủ động và nắm bắt được tâm lý đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và đồng hành với Tâm An vào lúc 19h45 phút mỗi tối quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.